Xin chào bà con. Bây giờ mình đang ở là khách sạn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi khám phá Hà Nội. Bây giờ chuẩn bị mình đã bước được xe máy rồi. Bây giờ mình sẽ lên xe máy đi vòng vòng Hà Nội. Thôi đi bộ trước nha anh. Nhưng mà bây giờ phải đi ăn trước, mình đã đói bụng. Đi bộ vòng vòng đi, đi cái phố của mình vui lắm. Rồi đi. Nhưng mà bà con cô bác cùng đi chơi với nhau hai đứa mình nha. Đây là phía trước cái chỗ mà mình ở nè, ngõ nhỏ xíu. Thưa ông, đây là cái khách sạn hai đứa mình ở. Đồ ăn nhóc hả? Ở mình mướn khách sạn thì ở khách sạn thì ngay đây luôn, cho nên là đi bộ ra là vui lắm, nhất là buổi tối nữa. Bún riêu anh nào, đi lên đây, đi lên đây một chút nữa. Trái cây nè, nhìn ngon quá. Măng cụt. Hả? Sao anh không mua? Sao anh không mua? Đi chút xíu ra. Ở đây vui quá à. Ban đêm thì là phố đi bộ, ban ngày thì mặc cái giày, ma giày, mặc cái cây rồi phải luôn. Kiếm tiền cả ngày luôn hả? Mình thì muốn xe máy rồi, nhưng mà mình đi bộ đây trước đi. Tại vì cái con phố của mình rất là vui. Mình hồi tối hôm qua mình bay xuống cái mình đi kiếm khách sạn luôn à. Anh đi ra ngoài kia, đi ra ngoài kia luôn. Ừ, ban đêm nó nhộn nhịp lắm, ban ngày nó khác. Ban đêm nó nhộn nhiều lắm. Ở phía bên này các cụ bà bán đồ ăn nè, bán rau, trái. Cơm hả? Ừ, thử đi. Thôi mắc quá à. Cơm mà 50.000 một phần. Cơm 50.000. Một cơm 50.000. Hỏi giá trước khi mua nha bà con. Bà con tới đây là phải hỏi giá trước khi mua. Ở Hà Nội này mình thấy mấy ngôi nhà màu vàng này nè. Nhìn thấy thích quá à. Màu vàng nhìn rất là đẹp luôn á. Bán đồ ăn quá trời, xe đẩy luôn. Trời ơi, lạ quá. Và đây là phải hỏi giá nha bà con. Mình mới nghe hỏi cái một tập mình nhịp luôn. Bà cụ bán cam. Anh ơi, đi bộ vòng vòng đi. Đường này là đường gì á? Bộ á. Ừ. Lát đi ăn xong đi xe lòi. Ăn xong đi xe lòi hả? Đây mình đi bộ phía bên này nè. Phố. Ngõ này gọi là ngõ hay gọi là phố ha? Ở đây phân biệt kiểu gì á? Ừ. Tạ gì? Tạ Hiện. Tại hiện bà cụ bán hoa dọc đường nè, đẹp quá. Đây thì mướn xe máy nhiều lắm.
ở chỗ khách sạn của mình thì xe máy là 140.000 xe số, còn xe ga là 180.000. Anh ơi, tới đó là tới cái gì vậy? Anh ơi, xôi gà kìa, anh qua hỏi giá trước đi. Có gà kìa, bún đậu. Ui, dễ thương quá. Đi lên đó đi. Đi nữa hả? Anh khói đi phải không? Em đói rồi đó. Ở đây thì... Không cho ăn. Hả? Ăn nha. Anh hỏi coi xôi bao nhiêu một phần. Ừ, hồi nãy có nắm xôi thôi 50.000 đó mà anh bảo là không mắc. Rồi mình đi qua bên đây ăn nè, thấy nó có để giá nè mới dám qua hỏi nè. Rồi về hỏi giá trước. Ở phía bên kia bán cái gì nữa kìa, vui quá. Anh ăn miếng gà hả? Miếng gà không? Em ăn xôi gà. Thôi xôi à. Đó, cái này cô làm một tô xôi gà. Mình ăn miếng gà. Giữ chưa, giữ chưa? Rồi ăn đi. Rồi bây giờ xin mời bà con ăn sáng xong rồi đi tiếp nha. Ở phía bên kia đây. Ở phía bên kia có nhà đẹp kìa. Giờ mình sẽ đi tiếp bà con ơi. Nhà đẹp quá trời luôn. Bò Nam Bộ. Đây là một cái phố. Đây. Ôi bà con ơi, cái này lạ thiệt. Rồi ăn sữa chua đi bà con ơi. Cái nào mà đặc biệt ngon nhất á cô? Cái bản thạch lá cẩm gì đó. Rồi lấy cái em ăn nào. Cái này là làm. Cái là chè á cô? Đây là sữa chua thạch lá lết, ăn nó hoa quả, không mấy cái này là chè hay sao? Cái ý là gọi là thạch ăn nó hoa quả, không phải là chè. Lấy con một thạch với hoa quả đi. Lấy con sữa chua, gì mà, ủa sữa chua có ăn với mấy trái cây này được không cô? Được. Vậy cho sữa chua với mấy này đi. Sữa chua mấy trái cây. Dạ. Em mua sang bên này đó bác, còn cái quả bên này ngồi bác ơi. Trên đây đâu có, đây có ăn tí nữa đi, tí nữa đi.
Ok. Đây là gì? Cầm đi. Mùi trái cây quá trời luôn. Giống nhau à? Ừ, giống nhau. Thì em cũng vậy mà. Với thêm ly đá chanh nữa. Dạ. Nãy giờ hai đứa mình đi quá trời mệt rồi cho nên ghé lại ăn sữa chua. Ngon anh. Anh ăn khóm cho. Anh ăn khóm cho em đi. Em cũng thích ăn khóm nữa. Anh chậm trộn lên coi cho em có màu xanh màu đỏ coi. Ngon quá ta. Ngon. Sữa chua ở dưới trên là toàn là trái cây không luôn. Mình đi một vòng xong rồi mình nóng quá cái hai đứa mình ngồi lại cái ngõ phía trước nhà mình luôn. Nóng quá bà con ơi, bây giờ mình phải về khách sạn một lúc. Chứ nóng quá về khách sạn nghỉ ngơi một chút xíu xong rồi đi lấy xe máy đi dạo một vòng quanh Hà Nội chơi. Anh Toàn thì đang đi phía trước nè. Mình đi phía sau. Đây là con hẻm mà mình thuê khách sạn. Ba có đẹp không? Bà đẹp lắm. Nhà kế bên nhà mình là bún miếng ngang nè. Vô ăn để nghe chửi không biết gì hết trơn. Thôi đi vô nhà anh ơi. Xin chào bà con. Bây giờ mình đang ở hàng thúng. Hàng thúng phải không anh? Hàng tre. Hàng thúng, hàng tre, hàng thông, hàng thùng gì đó. Nói chung là ở dưới Sài Gòn hoặc là bên thành phố anh, mà đây là đường, còn đây đã chữ phố. Phố rồi hàng rồi ngõ rồi tùm lum mà. Không biết đâu mà đâu. Cuối đường vừa phải nha. Thì giờ hai đứa mình vừa mới tới Hà Nội rồi tối hôm qua. Hôm nay là ngày đầu tiên mình ở Hà Nội. Mình chỉ ở Hà Nội 2 ngày 3 ngày thôi. Vì hai đứa mình gửi một chiếc xe máy từ ở Sài Gòn, gửi xe máy của mình á từ Sài Gòn vào Hà Nội luôn, tại vì mình sẽ đi rất là nhiều nơi nữa. Mà mình đi dự định là khoảng đi 1 tháng lận. Cho nên là nếu mà có đi mướn xe như vậy thì rất là phí tiền. Mình chuyển một chiếc xe máy của mình ra luôn. Với lại đi xe máy của mình nó thoải mái hơn đi xe của người ta, nó khó chịu lắm. Đúng không anh? Đường này có vẻ trống trải rồi nè. Thấy ngân hàng nào luôn nè. Đường này đường gì? À này có tên đường rồi nè, đường Trần Quang Khải. Nhìn thì có vẻ rất là mát đúng không anh? Nhưng mà trời Hà Nội nóng như đổ lửa. Nóng hơn Sài Gòn nữa bà con ơi. Đèn đỏ dừng kìa. Chào bà con, thì bây giờ mình với anh Toàn đang ở một cái quán bán đủ thứ món luôn. Bán bánh bột lọc, bán gì anh? Nem. Nem hả? Nem cuốn, nem lợn, chim, chim quay, nem chua. Nào giờ? Đây là menu nè.
nộm thịt bò khô, nem chua rán, bánh bột lọc. Anh ơi, em ăn cái nem cuốn. Nem cuốn bánh bột lọc. Một con là 40.000 anh em bao con. Một con là 40.000. Còn cái này. Anh ơi, các đi sau ngoài ngoài luôn nhá. Em ăn cái gì? Anh hỏi coi nem cuốn gì đó. Sữa đậu bên này đâu có thủy à? Bánh bột lọc á. Nem cuốn với bánh bột lọc. Là bao nhiêu? Đâu, cái là bánh bột lọc đó. Còn cái này với cái này là giá. Cái này thì 5.000 một cái. 5.000 cái. Cái này cũng 5.000 cái luôn, bột lọc luôn. 40.000 con rồi giờ kêu ra. Lúc bò thì 35.000 một đi đấy, lúc chim thì 50. Đây là 35. Tất cả mọi thứ này thì 5.000 một cái. 5.000 một cái phải không? Lấy em 4 cái này với 4 cái này đi. Cái này 4 cái này, một con này. Ừ. Đó là cái này gói gói đủ cái gì? Không, cái cọng là cọng đủ rồi, cọng gì? Cứ đủ. Đủ đủ cọng không ăn được. Không được. Vậy lấy đây mấy lấy nhiêu? 4 cái này với 4 cái này. 4 cái này, 4 cái này, một con này. Đây là cái quán mà mình với anh Toàn ghé vô ngồi ăn nè. Ngay phía bên kia là phía bên kia là phía bờ hồ luôn đó. Đây là góc ngã tư. Ở đây sắp tới nhà mình rồi. Nhà mình thì mình sẽ đi quẹo vô trong phía trong kia là nhà của mình. Nhà nghỉ. Muốn cuốn bự vậy hả? Ôi ngồi ngoài đường vui ha. Bữa nay là 4 cuốn luôn. Cũng nhiều quá ha. Chào bà con, bây giờ mình đang đi ăn bánh bột lọc. Ở đây là cái phố ở gần Hồ Hoàn Kiếm. Bún với nước bò, đi bánh bột lọc, bún với nem cuốn thôi chứ. Thì người nước ngoài đi rất là đông luôn. Quá trời người nước ngoài đi à. Hội chính gốc đã giới thiệu mình tới đây. Hôm nay anh đang làm đồ ăn nè. Bò, cua bò. Nè bánh bột lọc nè bà con. Bánh bột lọc ở Hà Nội ăn nó ngộ ngộ. Cái vị khẩu vị ở Hà Nội nó không có đậm đà, nó lạc. Còn cái nem cuốn này nó mới ngộ dữ nè. Ngộ lắm.